Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Vì lý do gì mà Đức Phật lại truyền dạy cho các đệ tử xuất gia của Phật phải đi khất thực, xin ăn hàng ngày ạ? Vì lý do gì mà Đức Phật truyền dạy các đệ tử đi khất thực xin ăn hàng ngày? Thì cái mà hạnh đi khất thực ấy, đấy là một cái lối sống sinh hoạt thông thường của Đức Phật, của ba đời chư Phật và chúng tăng từ ngàn xưa. Ngay từ khi mà Đức Phật đi xuất gia, từ bỏ hoàng cung đi xuất gia, thì Ngài đã lựa chọn là sống cái đời sống khất thực xin ăn hàng ngày rồi. Hay từ những cái ngày đầu tiên Ngài đi xin ăn, những cái món ăn của các thí chủ ban cho cúng dường, mặc dù nó rất là thô thiển, kém dinh dưỡng, không có bằng khi mà Ngài đang làm hoàng tử, công tử, được hưởng thụ những cái món ngon vật lạ. Nhưng mà lúc ấy, Ngài nhìn vào cái món ăn đấy mà suy nghĩ rằng ta đi xuất gia không phải để bị hưởng thụ những cái thức ăn. Vậy thì cho dù cái thức ăn nó có tốt hay có dở, thì đó chỉ là cái đời trợ duyên cho cái đời sống phạm hạnh. Vì vậy cho nên Đức Phật mà suốt cái cuộc đời Đức Phật là sống bằng cái hạnh đi khất thực xin ăn trước khi thành đạo. Và sau khi thành đạo rồi, Đức Phật cũng luôn luôn sống bằng cái hạnh khất thực xin ăn. Và khi mà Đức Phật tiếp độ ở hàng đệ tử xuất gia, thì Đức Phật cũng chỉ dạy cho các hàng đệ tử xuất gia phải suốt đời nương vào cái pháp khất thực xin ăn này. Vì mục đích Đức Phật muốn dạy cho tất cả mọi người tu tập theo giáo pháp của Đức Phật là để đi đến đoạn trừ tất cả những phiền não tham sân si, đoạn trừ tất cả những cấu uế, những nậu hoặc, và để mà có cái thời gian để mà tu tập, để không vướng bận vào sự đời, để mà buông xả được tất cả những cái đời sống, những cái đời sống của thế tục, của thế gian, những cái ràng buộc, những cái trói buộc của thế gian. Thì cái vị ấy, cái dù cho vị ấy trước khi đi xuất gia là vua hay là hoàng tử, công tử hay là những cái vị gia chủ có bao nhiêu tài sản đi chăng nữa, khi đi xuất gia rồi vị ấy cần buông bỏ hết, vị ấy cần buông xả hết, trở thành cái người vô sản, trở thành một cái người vô sở hữu. Như vậy thì cái tâm nó mới không vướng bận, không trói buộc, không còn tham dục, không còn tham ái, không còn tham đắm đối với những tài sản vật chất ở trên đời nữa. Thì vì ấy mới có thể tu tâm, mới có thể đi đến nhất tâm định tĩnh, vì ấy mới có thể thực hành thiền, chứng được các cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, xứng đáng bậc thánh được. Vậy nên là cần phải sống bằng cái đời sống khất thực xin ăn, để tránh cái tình trạng là cái người xuất gia rồi còn tích trữ tài sản, còn tích trữ những cái vật thực, hay là còn sống như một cái người thế tục. Nếu mà không khất thực xin ăn thì vị ấy lại phải làm những cái nghề nghiệp, những công việc gì đó để tạo ra tài sản. Thì sống như vậy nó không, cái đời sống xuất gia như vậy nó sẽ không thanh tịnh, nó sẽ không trong sạch, nó sẽ không thánh thiện, nó sẽ không giải thoát, nó không thoát khỏi những ràng buộc, những trói buộc như người và sống vậy thì nó cũng giống như cái người đời tại gia. Cho nên là người xuất gia là sống bằng cái hạnh khất thực, là để tự mình có cái thời gian tu tập. Khi mà buổi sáng vị ấy đắp y bát vào trong nàng khất thực, ăn xong rồi thì vị ấy tìm một cái nơi thanh tĩnh, vắng vẻ để vị ấy ngồi thiền, tham thiền nhập định. Rồi vị ấy không vướng bận vào cái việc là phải tích trữ, dự trữ, hay là phải trông coi những cái tài sản vật chất hay là những hay thức ăn uống. Thì đời sống như vậy nó sẽ dễ dàng đi đến ni dục, đi đến cái sự ni tham, đi đến sự giải thoát khỏi các cái trói buộc phiền não. Nên là khi mà một cái vị xuất gia như vậy thì có hai cái mục đích như vậy. Một là để thanh tịnh cái đời sống cho người xuất gia, để đơn giản, để thiểu dục, để chi túc cho cái đời sống xuất gia, để đi đến tu tâm, đi đến chứng đắc các thánh đạo, thánh quả. Thứ hai, mục đích thứ hai, lý do, nguyên nhân thứ hai mà Đức Phật
hướng dẫn cho các hàng đệ tử xuất gia sống bằng cái hạnh khất thực xin ăn nữa. Đó là vì hóa độ, đó là vì cái sự hóa duyên, đó là vì cái sự gieo duyên, vì cái sự nợ nạc, nợ ích cho thế gian, cho đời, cho những người cư sĩ Phật tử tại gia. Vì khi mà vị sa môn như vậy sống có giới hạnh, sống trong cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng cao thượng như vậy, mà đi vào trong nàng khất thực xin ăn, thì tạo cái cơ hội cho những thí chủ tại gia, người ta bố thí cúng dường, cúng dường một thì cơm, một muỗng cơm, một món thức ăn, một bữa ăn nào đấy, nhưng người ta sẽ tạo ra được cái phước lành, cái phước lành ở cái cõi nhân thiên, cái cõi thiên giới. Và cái vị xuất gia khi đi khất thực một cách chân chánh như vậy, thì các thí chủ khi cúng dường thì vị xuất gia ấy có thể tụng kinh chúc phúc, hoặc cũng có thể thuyết giảng Phật pháp cho những người thí chủ cúng dường ấy, khiến cho những người thí chủ ấy phát khởi niềm tin, tăng trưởng niềm tin, hoặc là những vị thí chủ ấy cũng có thể giác ngộ chân lý, chứng đắc được thánh đạo, thánh quả niết bàn. Đức Phật suốt đời Đức Phật đi khất thực, nhưng mà trong cái quá trình đi khất thực ấy, Đức Phật gieo duyên để độ đời, gieo duyên để độ những cái chúng sinh hữu duyên, có những cái cư sĩ, những người gia chủ thỉnh Đức Phật về trong tư gia của mình để cúng dường, rồi Đức Phật thuyết pháp và khiến cho những người cư sĩ ấy chứng đắc các cái đạo quả niết bàn ngay khi mà nghe pháp ấy. Thì các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật vậy, với những cái vị đã giác ngộ rồi, các vị ấy cũng có thể thuyết giảng giáo pháp cho những người Phật tử tín tâm khác cũng được giác ngộ như chính bản thân mình. Vậy đó là cái sự độ sinh. Hay là có những người không có giác ngộ được đời này, thì cái sự hoan hỷ cúng dường, công đức cúng dường, phước lành cúng dường ấy, các vị ấy cũng có thể sinh thiên giới. Sinh thiên giới với cái tín tâm ấy, các vị ấy có thể gặp được Phật pháp, gặp được chánh pháp, và có thể tu chứng niết bàn ở ngay tại các cõi thiên giới ấy. Cho nên trong tiểu bộ kinh về cái chương về thiên cung sự tôn giả Moganana Mục Kiền Niên thường xuyên du hành ở các cõi thiên giới, gặp các vị chư thiên, tôn giả Mục Kiền Niên thường hay hỏi nguyên nhân nào các vị được sinh lên cõi chư thiên này. Và trong đó có rất nhiều chư thiên đã nói lên cái nguyên nhân mà mình được sinh thiên đấy. Có những vị nói rằng vì con đã cúng dường cho một vị sa môn một cái thìa cơm, một bát cơm, một bữa ăn, hay là đã từng được nghe pháp, hay đã từng khởi lên cái tâm đảnh lễ cung kính những cái vị sa môn khi thấy hình ảnh của các vị ấy đi khất thực ngoài đường. Vậy thì cái sự đi khất thực ấy không những độ cho cái bản thân của người xuất gia, mà còn độ được cho những hàng cư sĩ Phật tử tại gia, vì cái sự nợ nạc, nợ ích cho cả người xuất gia và tại gia ấy. Nên Đức Phật mới đề ra cái luật là người xuất gia thường là phải sống suốt đời nương vào cái hạnh đi khất thực nuôi thân suốt đời như vậy. Thì khất thực thì có thể là vị ấy ôm bát đi vào trong nàng khất thực, hay là có thể là các Phật tử cư sĩ mang những cái thực phẩm đến cái tu viện cúng dường cho người xuất gia, thì cả hai pháp đấy đều là khất thực, đều là đang sống nương tựa vào người khác. Cái người xuất gia rồi thì vị ấy cần phải quán tưởng rằng từ nay mà đi đời sống của ta nương tựa vào người khác. Cho nên người xuất gia không còn nghĩ rằng ta thuộc về cái đẳng cấp, thuộc về cái về cái giai cấp gì hết. Từ nay đời sống của ta không còn giai cấp cao thấp nữa, dù đó là giai cấp gì thấp kém, thì đến khi xuất gia rồi là đồng đẳng như nhau, không còn cái sự giàu nghèo nữa, không còn cái sự cao thấp nữa, để nó bớt đi cái tham ái, nó bớt đi cái sự ngã mạn. Cái người mà đi khất thực nó biết rằng mình chỉ là cái người ăn xin, cho nên cái người đấy không có cái lòng kiêu ngạo, không có cái lòng ngã mạn. Để diệt trừ được cái sự ngã mạn ấy cũng là cái trợ duyên cho cái sự tu chứng đắc được đạo quả. Diệt trừ được cái sự tích trữ tài sản nấu nướng ấy cũng là trợ duyên cho cái đời sống phạm hạnh, dễ dàng chứng đắc đạo quả. Và cái đời sống khất thực ấy nó còn chỉ ra được cái người nào chân chánh tu tập, cái người nào mà có cái lòng ngạo mạn, có cái lười biếng không muốn đi khất thực, thì cái người đấy cũng không thể
tu tập trong giáo pháp này được. Có những cái thời gian như là 3 tháng an cư, chư tăng ở yên một chỗ, không đi khất thực nữa vì trời mưa nảy nộ, các Phật tử mang đến cúng dường tại ở cái chú xứ ấy. Và có những cái vị tại gia, người ta nghĩ rằng, ồ các cái vị xuất gia này sướng quá, ăn không phải làm gì, có người mang đến cúng dường mình đi xuất gia. Và khi đi xuất gia sau 3 tháng hạ rồi, chư tăng lại đi khất thực, thì có những vị ấy, vị ấy lại nghĩ rằng, tôi tưởng là hàng ngày cứ ngồi thế này ăn, tại sao phải đi khất thực, đi khất thực thế này tôi không xuất gia nữa đâu. Thì các vị ấy lại hoàn tục. Vậy thì đấy là cái đời sống khất thực như vậy, để giống như là mình là một cái người ăn xin như vậy, không có cái sự giai cấp cao thượng, không coi mình là ông hoàng bà chúa gì như vậy, không phải là cứ ngồi đấy cho người ta cung phụng như vậy, thì các vị ấy bớt đi được cái ngã chấp, bớt đi được cái ngã mạn và rất nhiều lý do khác. Còn Đức Phật đi khất thực như vậy là vì cái sự phổ độ chúng sinh, vì cái sự độ đời. Nên là thuở xưa thì có một lần Đức Phật đi khất thực đến cái vị Bà La Môn Kesi, vị ấy đang phân phát thức ăn cho những người làm công. Đức Phật đến khất thực thì cái vị Bà La Môn Kesi ấy mới nói rằng, này Sa Môn Gotama, tôi có cày cấy, tôi có gieo hạt giống cho nên là tôi mới có cơm để ăn. Vậy sao ngài không cày cấy, ngài gieo hạt giống trồng cấy đấy để mà lấy thức ăn, mà lấy thực phẩm mà ăn. Thì Đức Phật nói rằng, này Bà La Môn, ta cũng cày cấy, ta cũng gieo hạt giống, ta cũng có cái thành quả cho nên ta ăn. Và vị Bà La Môn nói, chết tôi không thấy ngài có cái cày nào cả, tôi không thấy ngài có cái ách, có cái dây thừng, có con bò hay là con lưỡi cày gì, mà chẳng thấy ngài có hạt giống gì, mà sao ngài lại nói là ngài cũng cày cấy. Thì Đức Phật nói rằng là niềm tin của ta là hạt giống, còn cái công phu khổ hạnh của ta đấy là nước mưa, còn cái cày chính là trí tuệ, cái lưỡi cày chính là cái chánh niệm, tàm quý chính là cái dây cương, sự tinh tấn là cái sự đốc thúc ấy. Và ta cày cấy, ta gieo trồng, ta hưởng cái quả bất tử, cái quả niết bàn giải thoát. Thì cái vị Bà La Môn này tỉnh ngộ, giác ngộ, thức tỉnh ra, thấy rằng cái con đường tu đạo như một vị sa môn như vậy thật sự là thánh thiện, thật sự là cao thượng. Và vị ấy nói rằng, vậy thưa tôn giả Gotama, thật sự ngài có cày cấy đến cái để thu hoạch cái đạo quả bất tử, ngài xứng đáng được thọ nhận cái sự cúng dường. Cũng như vậy, đấy là cái cách độ, hóa độ của Đức Phật. Và cái vị ấy đã quy tam bảo. Vậy là cũng có những trường hợp khi Đức Phật đi đến một cái vị Bà La Môn khất thực ngày hôm trước, rồi hôm sau vị Đức Phật lại đến cái nhà đấy khất thực, cái vị đó lại cúng dường lần thứ hai, rồi đến ngày thứ ba Đức Phật lại đến khất thực, vị ấy cúng dường xong rồi vị ấy có vẻ khó chịu, và vị ấy nói rằng là tham nam là sa môn Gotama, đã đến rồi lại đến nhiều lần, lại nhiều lần. Lúc ấy thì Đức Phật nói rằng là nhiều lần lại nhiều lần, trời mưa đi mưa lại nhiều lần, lại nhiều lần người dân gieo hạt giống nhiều lần, lại nhiều lần sa môn đi khất thực nhiều lần, lại nhiều lần thí chủ lại cúng dường nhiều lần, lại nhiều lần thí chủ được sinh thiên. Và cái vị ấy nghe thấy như thế mầu nhiệm vi diệu quá, và vị ấy lại xin quy tam bảo, trở thành đệ tử tại gia. Đấy là cái con đường, cái pháp môn đi khất thực đối với Đức Phật hay đối với chúng tăng chân chánh đệ tử của Đức Phật, là cái pháp môn để tế độ, độ cho bản thân mình, để trợ duyên cho cái phạm hạnh của mình. Và cái pháp môn khất thực ấy cũng là để độ cho đời, độ cho những người cư sĩ tại gia. Thì cái người xuất gia khi mà thọ dụng những cái món ăn của những cái đàn na thí chủ, vì ấy luôn luôn phải có cái sự thức tỉnh mình, rằng mình thọ dụng những cái vật thực này, nếu như mình không có giới hạnh, nếu như mình không chân chánh quan sát, nếu như mình không tinh tấn nỗ lực tu tập, mình sẽ mắc nợ những người thí chủ ấy. Cho nên Đức Phật mới dạy là thà nuốt hòn sắt nóng cháy đỏ rực than hừng, hơn ác giới buông nung ăn đồ ăn khất thực. Thế thì cái vị ấy nhờ vậy mà vị đó phải nỗ lực hơn, phải tinh tấn hơn cái sự thực hành, cho nó chứng đắc các cái pháp thượng nhân, chứng đắc các cái pháp thiền chỉ quán, mà sống không rể ruôi, không phóng túng, không phóng dật. Nên là có cái câu chuyện là có một cái vị
tỳ kheo này và có một cái công việc nên là vì ấy phải đi đường xa rồi trải qua nhiều ngày không có kiếm được cái đồ ăn khất thực, vì ấy rất là đói. Rồi vì ấy đã đi đến một gốc cây xoài có rất nhiều trái chín rơi rụng xung quanh, nhưng vị ấy không dám lấy ăn, vì trong luật Đức Phật dạy rằng một vị xuất gia không được tự tiện lấy bất cứ cái gì ăn cả, mà chỉ được lấy tăm xỉa răng và nước uống thì được tự lấy thôi, còn ăn cái gì cũng phải có thí chủ cúng dường dâng cúng tận tay thì mới được ăn, không dâng cúng tận tay không được ăn. Và cái vị ấy đói nằm đấy bên cạnh gốc xoài ngất xỉu đi, thì có một cái người đi rừng, người ta nhìn thấy, người ta đến, người ta đánh thức lại, người ta hỏi tại sao ngài lại bị ngất ở đây. Ngài nói là ta đói quá, không có gì ăn nhiều ngày rồi. Cái vị cư sĩ nói rằng đây có rất nhiều xoài, sao ngài không lấy ngài ăn. Thì vị ấy nói rằng vì luật người xuất gia không được tự tiện lấy thức ăn, phải có người dâng. Thì vị cư sĩ bảo đây con dâng này, ngài dùng đi, cho phải đói. Thì vị bảo là bây giờ quá giờ rồi, giờ buổi chiều rồi không ăn được nữa, giờ chỉ được uống nước thôi. Ép lấy nước xoài thì ta mới uống. Rồi cái vị cư sĩ ấy, lấy xoài ép lấy nước cho vị tỳ kheo đó uống. Thì uống xong thì vị đó tỉnh lại một chút, vị cư sĩ cõng vị ấy đi. Rồi cái vị tỳ kheo đấy khi ở trên lưng người cư sĩ và suy nghĩ rằng cái người này không phải là bà con, không phải là thân bằng quyến thuộc của ta, mà vị ấy đã nỗ lực cứu sống ta, vị ấy còn cõng ta đi nữa. Thì hôm nay ta mà không đắc đạo thì ta sẽ mắc nợ lớn đối với vị này. Đây là một cái vị ân nhân mà ta đã cứu mạng ta, ta cần phải đền đáp cái ân nhân ấy. Thì vị ấy vì cái sự kinh cảm như vậy, vì sự vì cái nghĩ đến cái món nợ ân tình như vậy, vì ấy ngay ở trên lưng của cái người cư sĩ ấy thực hành thiền quán, vì ấy thực hành thiền quán và vị ấy chứng đắc a la hán ngay khi vị ấy đang ở trên lưng của cái người cư sĩ ấy. Thì đấy là do sống có cái sự nương tựa vào người khác và luôn luôn thấy mình là những cái người có sự mắc nợ đối với các thí chủ ấy. Và cái vị ấy cần phải nghĩ rằng mình cần phải đền đáp cái ơn của những cái người thí chủ ấy bằng cái kết quả của cái sự tu tập của mình, bằng cái sự giới hạnh của mình. Nếu một cái người mà không giữ giới mà sống bằng cái hạnh khất thực ấy thì sẽ mắc nợ. Những người có giữ giới rồi mà không quán tưởng thì cũng mắc nợ. Và chỉ có những người có chứng đắc được cái pháp thượng nhân thiền thông đạo quả, hay là những bậc A-la-hán, là những người đã đoạn trừ hết tham sân si, đấy là những cái bậc xứng đáng được cúng dường. Vì những người thí chủ người ta cúng dường đến những bậc tu tành chân chính ấy, người ta có được cái phước đức lớn, công đức lớn, nên Đức Phật chế ra cái y của cái vị tỳ kheo đó có những cái hình ảnh của những cái thửa ruộng. Một cái y phải cắt ra thành những cái mảnh vải hình vuông, hình chữ nhật, rồi khâu xếp lại với nhau theo một cái hình thửa ruộng, có bờ, có nuống, có thửa. Và cái y ấy được gọi là phước điền y, để cho cái hàng đệ tử xuất gia khi đắp cái tấm y lên trên bản thân mình thì phải luôn luôn có cái sự thức tỉnh rằng mình phải như thế nào để xứng đáng là cái ruộng phước điền cho thế gian. Đấy là gọi là cái người đắp y cà sa, là cái ruộng phước điền, tức là để cho những người thí chủ người ta tôn trọng cung kính, hay là cúng dường, hay là đi khất thực là như thế. Đời sống đi khất thực giống như một cái mảnh ruộng phước điền để cho thí chủ gieo trồng những cái phước lành ở nơi ấy, khiến cho người ta được tăng trưởng tín tâm, tăng trưởng phước lành, được sinh thiên giới, hay là được chứng ngộ niết bàn ở trong ngày vị na. Chính vì cái nguyên nhân ấy, vì cái mục đích ấy, cho nên Đức Phật mới quy định với đời sống của hàng xuất gia thì suốt đời phải nương tựa vào cái pháp khất thực. Đấy mới đúng cái hạnh của cái người tu xuất gia. Và cái hạnh tu ấy thì vẫn còn được duy trì ở trong các sư ở truyền ở hệ phái Nam truyền, hệ phái Nam truyền Nguyên Thủy, thì vẫn giữ đúng cái đời sống sinh hoạt của người xuất gia, đó là sống bằng hạnh khất thực. Cái y với cái bát nó giống như là cái đôi cánh của một con chim. Con chim đi đâu nó mang theo hai cánh, người xuất gia đi đâu cũng chỉ mang theo y với bát mà thôi. Y là cái tượng trưng cho mảnh ruộng phước điền, cái bát là để cho mình đi đến đâu mình cũng đi khất thực. Vậy thì đấy là cái lý do mà cái người xuất gia sẽ sống bằng cái hạnh khất thực.
Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Đạo Phật là vô thần, là vô thần hay hữu thần, là đạo duy vật hay duy tâm ạ? Đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo thấy biết đúng sự thật, thấy biết đúng thế nào là hữu thần, thế nào là vô thần, hiểu rõ về cảnh giới của các cõi thần tiên, và giác ngộ thấy biết rõ về sự thật của vật chất, và thấy biết giác ngộ biết rõ về sự thật của tâm thức, tâm lý, tâm linh, tâm tánh của con người. Thì cho nên đạo Phật không vướng vào cái sự chấp thủ là vô thần hay hữu thần, hay là không còn tham ái vào với duy vật, không tham ái vào cái duy tâm, ấy là giải thoát ra khỏi vô thần hữu thần, giải thoát ra khỏi cái sự duy vật và duy tâm. Vậy thì vì cái công phu thực hành pháp thiền, đạo Phật nhờ phải có cái sự thực hành các pháp thiền chỉ quán thì mới thấy ra các sự thật. Và để mà thấy ra được các sự thật về thần, vô thần ở đây là một cái người không tin có thần thánh, hay là hữu thần là cái người đặt niềm tin vào những đấng thần linh, thì bằng những cái kết quả của cái sự tu tập tâm linh như là các cái pháp thực hành thiền định, nếu như cái vị ấy có được cái tâm thuần tịnh, định tĩnh thâm sâu, vị ấy có thể nhớ lại được đời sống quá khứ của mình, có những cái kiếp vị ấy sinh làm người, có kiếp sinh làm các vị thiên thần, có kiếp sinh ở cõi cao thượng, có kiếp sinh ở cõi thấp kém, hay vị ấy có cái tâm định tĩnh thuần tịnh ấy, vị ấy có thể thấy được các cái sự các cảnh giới, các cõi sống khác nhau, những chúng sinh chết ở chỗ này, sinh về chỗ kia, tùy theo cái nghiệp của mình. Thế là khi Đức Phật tu tập, Ngài chứng được tam minh là túc mạng minh, thiên nhãn minh, thì và nậu tận minh. Thì cái thiên nhãn trí là cái thức mà có thể thấy được cái thiên nhãn ấy, có thể thấy được các cõi sống khác nhau, nhưng có chúng sinh khi làm những cái việc tội lỗi ác nghiệp thì phải đọa vào địa ngục, các quỷ súc sinh. Có những cái chúng sinh làm những cái thiện nghiệp lớn thì khi chết sinh về các cái cõi thiên giới, thì các cõi thiên giới ấy được gọi là thiên thần. Và các cõi thiên giới ấy có những cái mức độ, có những cái cảnh giới, có thấp, có cao, và các vị thiên giới ấy có những cái thần lực thấp cao, tùy theo cái công đức, tùy theo cái phước đức, tùy theo những cái thiện nghiệp mà các vị ấy đã tạo ra. Các vị ấy tạo ra những cái thiện nghiệp lớn thì các vị ấy trở thành những thiên thần có thần lực lớn. Những vị nào mà tạo ra những thiện nghiệp nhỏ thì trở thành những vị thiên thần có thần lực nhỏ, khác nhau như vậy. Và có cái cõi mà được gọi là cái cõi thiên thần, hay là cái cõi thần thánh, thần linh, nó gần gũi với con người nhất, đó được gọi là cõi tứ đại thiên vương, có các vị chư thiên sống ở xung quanh ở thế gian này. Thì Đức Phật chia ra các cõi trời có thành 6 cõi: cõi tứ thiên vương, cõi đao nợi thiên, dạ ma thiên, đâu số thiên, hóa nào thiên, tha hóa tự tại thiên. Đấy là các cõi trời dục giới, trên là cõi trời sắc giới, vô sắc giới nữa. Cái cõi này mà được gọi là các vị thần thánh, như là các cái vị thần như thần cây, thần đốc, thần sông, thần núi, thì ở đâu cũng có những cái chúng sinh vô hình, vô tướng, là các vị thần ấy có những cảnh giới mà con mắt thường con người không nhìn thấy được, nhưng những vị có thiên nhãn các vị ấy nhìn thấy được. Rồi có các cái vị thần trông coi ở các cái nơi đền đình miếu mạo, hay là long thần hộ pháp, có những cái vị gọi là thần rồng naga, có những cái vị thần dạ xoa, và rất nhiều cao hơn ở các cõi trời, các cái thiên thần ở các cõi cao hơn, rất rất nhiều các cõi chư thiên, thiên thần khác nhau. Nhưng tất cả các vị thiên thần ấy sinh nên những cõi ấy là nhờ có đức tin vào nghiệp và quả của nghiệp, tin rằng làm việc lành thì được hưởng phước lành, làm việc ác thì chịu quả báo khổ đau, cho nên các vị ấy tránh ác làm lành. Vì vậy mà các vị ấy sinh thiên, hoặc là vì các vị ấy bố thí,
nên tạo ra được cái phước lành mà sinh thiên, hoặc là vì các vị ấy được nghe những cái pháp thiện lành mà sinh thiên, và các vị ấy vì có cái trí tuệ biết phân biệt thiện ác chánh tà phải trái đúng sai, mà các vị ấy giữ giới làm điều lành tránh điều ác nên các vị ấy được sinh thiên. Thì đấy là hiểu rõ về các vị thiên thần, hiểu rõ các cái nguyên nhân nào được sinh về làm thiên thần, và hiểu rõ rằng các thiên thần ấy không phải là vô giới hạn, các vị ấy không phải là toàn năng, toàn không phải là cái bậc tối thượng, mà các vị ấy cũng sinh lên đấy là vì cái nghiệp thiện, và khi hết nghiệp thì các vị ấy lại cũng bị cũng chết đi, cũng luân hồi tái sinh. Tâm tánh của các vị ấy cũng giống như con người, có thiện có ác, có tốt có xấu, có chánh có tà, có mê có ngộ, có khác nhau như thế mà thôi. Và các cái đấy, vì vậy cho nên Đức Phật hiểu, đạo Phật hiểu rõ về thần và vô thần, nhưng không tôn thờ các cái chư thiên thần ấy, vì coi rằng các vị thiên thần ấy cũng là những chúng sinh ở trong cái luân hồi sinh tử, chứ các vị ấy không phải là một bậc bất sinh bất tử, không phải cái cõi, không có cái cõi thiên giới thiên thần nào là thường hằng, thường là vĩnh hằng, là tồn tại vĩnh viễn cả, mà nó chỉ là tất cả các cõi ấy đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã, chứ không có cái cõi nào là thường là ngã tịnh hết. Vì vậy cho nên pháp của Đức Phật chỉ tôn thờ những bậc giác ngộ, chỉ hướng đến những sự giác ngộ, chứ không hướng đến cái sự tôn thờ các thần tiên, không hướng đến sự cầu xin cái sự ban pháp của các thần tiên, mà coi các vị thần tiên cũng là một cái chúng sinh hiện hữu ở đấy, và có những vị vẫn học giáo pháp từ nơi con người, học giáo pháp từ nơi Đức Phật. Hay Đức Phật không phải là vị thần tiên, Đức Phật là con người, nhưng Ngài giác ngộ. Khi Ngài giác ngộ, Ngài có thể hóa độ được cả chư thiên và loài người, Ngài có thể thuyết pháp phổ độ cho các hàng chư thiên ấy giác ngộ. Những ai có niềm tin, có tu tập theo giáo pháp của Đức Phật thì giác ngộ. Những ai không có niềm tin thì các vị ấy vẫn si mê tà kiến, cũng giống như con người ở thế gian. Có những người có đức tin, thực hành theo pháp Phật, đi đến giác ngộ giải thoát. Có những người không tin, không thực hành thì cứ mãi mãi si mê tà kiến và sinh tử luân hồi mà thôi. Khác nhau là như vậy. Nên đạo Phật là đạo giác ngộ, tôn thờ bậc giác ngộ, không vướng vào hai cực đoan, đó là hữu thần hay vô thần. Và đạo Phật là giác ngộ cả về duy vật và duy tâm. Vật và tâm đấy cũng là muốn nói về những cái nó thuộc về vật chất và những cái thuộc về tâm linh, tâm lý hay là tinh thần. Thì thông qua cái sự thực hành những cái pháp thiền tuệ, thiền quán thì phân tích ra được những cái vật chất ở bên ngoài nó thuộc về tứ đại đất nước nửa gió. Tất cả những cái vật gì mà mình có thể thấy, mình có thể đụng chạm được, dù đó là cái quả địa cầu này, dù đó là đất trời, dù đó là nhà cửa, dù đó là vàng bạc, dù đó là núi sông, dù đó là sông núi bao la, cây cối, tất cả mọi thứ vật chất ấy, thì khi mà một vị có sự thực hành các cái pháp thiền quán, thiền tuệ, vì ấy quán ra các đặc tính của vật chất, thì nó có những đặc tính của đất cứng thô nặng mềm mịn nhẹ, có đặc tính của nước chảy dính, có đặc tính của nửa nóng lạnh và của gió đẩy rung. Thì khi mà một cái sự thực hành thiền ấy, vì đó mới thấy được tất cả những vật chất này nó tan vỡ ra, và nó sẽ thấy được những cái hạt vật chất nhỏ nhất mà pháp Phật gọi là những hạt vi trần, hay là những cái hạt rupa kalapa, đấy là những cái hạt sắc, hay còn gọi là những hạt sắc pha. Thì tất cả những cái hạt sắc ấy nó luôn luôn trong cái trạng thái đó là mà sinh diệt, nó cứ sinh lên nó diệt đi, vì nó sinh diệt nên nó là vô thường, nó là giả tạm, nó là mong manh. Vậy thì tất cả mọi thứ vật chất ở trên đời không có cái gì nó trường tồn vĩnh hằng, vĩnh cửu, vĩnh viễn, mà nó luôn luôn ở trong cái trạng thái sinh diệt, nó luôn luôn ở trong cái trạng thái vô thường như vậy. Không có cái gì là nó không bị hoại diệt, nên là có sinh thì có diệt, hữu hình thì có sự hữu hoại. Vì quán như vậy, vì tuệ quán như vậy, quán chiếu như vậy, thì cái người mà
thực hành những cái pháp tuệ quán ấy sẽ không còn tham ái đối với mọi thứ trên đời, không còn tham ái đối với vật chất, tất cả vì nó chỉ là đất nước nửa gió mà thôi. Đối với cả những cái vật chất bên trong thân thể của mình này, mắt tai mũi lưỡi thân ý này, bằng cái thân thể vật chất này, nó cũng là đất, là nước, là nửa, là gió. Do mình mượn cái đất nước nửa gió thông qua cái sự ăn, thông qua nước uống, thông qua cái sự hấp thụ hơi ấm hay là hít thở không khí vào ra. Đấy thì nó được mượn cái tứ đại đất nước nửa gió ở bên ngoài, nó vào nó chuyển biến thành cái đất nước nửa gió ở bên trong mình. Và lúc ấy mình chấp thủ, chấp rằng đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Nhưng tất cả những cái vật chất ấy sau một thời gian nó lại trở về nguyên thể của nó. Nó trở về với đất, với nước, với lửa, với gió. Những cái thân thể của mình nó luôn luôn có cái sự trao đổi. Đất nước nửa gió đi vào, đất nước nửa gió lại đi ra. Nó cứ đi vào, đi ra suốt ngày như vậy. Ngày nào cũng như vậy, trao đổi cũng như vậy. Và với cái người khi mà hiểu ra như vậy thì không còn tham ái đối với nội thân mình, không còn tham ái đối với nội thân người khác, không còn tham ái đối với tất cả những vật chất khác, dù đó là cái gì, dù đó là tài sản, dù đó là nhà cửa, dù đó là bất cứ cái gì, nó cũng chỉ là đất nước nửa gió mà thôi. Do cái đấy thì gọi là giác ngộ, thấy được như vậy, thấy được sắc như vậy, thấy được những cái nguyên nhân nào mà nó sinh nên những cái sắc pháp như vậy, thấy được cái sự hoại diệt của nó, thấy được cái sự con đường đưa đến đoạn diệt của nó, thì đấy là vị ấy là giác ngộ, nhàm chán ni tham đối với những cái vật chất ấy, không còn chấp thủ đối với những vật chất ấy. Đấy là cái sự giải thoát ra khỏi cái sự trói buộc về vật chất ấy. Thì vì vậy cho nên là không bị vướng vào cái chấp thủ đối với vật chất gì ở trên đời. Còn đối với tâm, tâm thì cũng thông qua cái sự thực hành các cái pháp thiền tuệ Vipassana bị ấy mới quán được các cái tâm. Tâm nó sinh ra ở đâu? Mà con người ta thì khi không giác ngộ, nghĩ rằng có cái linh hồn nó trú ngụ ở trong cái thân này, khi chết rồi cái linh hồn ấy nó đi ra, nó lại sống ở một cái cõi nào đó, một cảnh giới nào đó, một thế giới nào đó. Về cái người có cái quan điểm đấy thì cho rằng đấy là duy tâm. Duy tâm là nghĩ rằng có cái linh hồn nó ở trong con người, khi mình chết nó đi ra và nó tồn tại vĩnh hằng ở cõi nào đấy. Còn duy vật thì nói rằng là chết rồi là hết, không còn linh hồn gì cả, chỉ có vật chất mà thôi. Còn pháp của Phật thì phân tích, quán sát, tuệ quán, thấy rõ cái gì nó thuộc về vật chất là vật chất, cái gì nó thuộc về tinh thần là tinh thần. Vật chất do nhân duyên sinh nên, do nhân duyên diệt đi. Vì vậy cho nên là thấy rõ bản chất của nó mà buông xả, không chấp trước của nó. Và các cái trạng thái tâm ý, tâm lý ý thức cũng vậy, nó cũng có do nhân duyên mà sinh nên, do nhân duyên mà diệt đi. Và vì ấy quán nó, thấy nó, tuệ chi nó, giác ngộ nó bằng cách vì ấy thấy rằng là các cái tâm này nó sinh nên không phải tự nhiên mà nó phải có nhân duyên. Ví dụ như trên con mắt của mình nó có con người, nó gọi là cái nhãn tịnh sắc, ở trong ấy nó có cái nhãn thức, nó chú, nó thấy các cảnh sắc. Vậy nên là khi con mắt mình nó thấy cái cảnh sắc mà nó thích cái cảnh sắc ấy là nó khởi lên một cái loại tâm, đó là tâm tham. Nếu như nó không thích cái cảnh đấy thì nó khởi lên là tâm sân. Vậy thì nó phải có các cái căn, nó phải có các cái cảnh bên ngoài, nhưng mà nó phải có cái nhân duyên là có con mắt, có cái cảnh để nó thấy, nhưng phải có ánh sáng nữa nó mới thấy. Nên nếu bây giờ mà đang ngồi này mà tắt hết điện thì nó không có ánh sáng, sao nó thấy? Nó không thấy thì làm sao nó sinh lên những cái vui, cái buồn, cái tham, cái sân, hay là nó sinh lên những cái biết, cái không biết. Vậy thì đấy là nó có căn, có cảnh, có các cái ngoại duyên, nội duyên là cái tác ý bên trong mình. Cái ngoại cảnh đấy như là cái ánh sáng ở bên ngoài đó. Cũng như vậy, như cái tai của mình, ở trong tai nó có cái mảng nhĩ, nó có cái nhĩ tịnh sắc, ở trong đó nó có nhĩ thức, nó có cái nhiệm vụ là nghe những âm thanh. Vậy thì nó phải có tai, có cái âm thanh thì nó tác động vào nhau, nó xúc chạm với nhau, nó mới sinh ra tâm. Nếu mình thích cái cảnh đấy nó sinh tâm tham, không thích thì nó sinh tâm sân, mà nghi ngờ sinh ra tâm si, hoặc hiểu rõ cái cảnh này là cảnh, âm thanh này là đúng sai, thật giả, thì nó là trí tuệ. Cái biết từ tai ấy nó cũng sinh như vậy. Nhưng mà có căn là cái tai, có cái cảnh là âm thanh, nhưng mà nếu nó không có không gian thì làm sao nó nghe được.
Như là bây giờ người ta lấy cái kính, người ta chắn cái không gian, người bên kia nói, người bên này chả nghe thấy gì. Vậy thì nó phải có duyên, đủ cái nhân duyên, nó mới sinh ra được cái tâm thức này. Tâm thức này nó mới sinh nên vậy, các căn có cảnh, có cái duyên khởi như vậy. Và nó có cái tác ý, có cái nhận định, có cái xác định, thì nó mới sinh nên các cái tâm. Đấy là cái tâm lý ý thức, cái pháp của Phật phân tích, thấy rõ ra những cái trạng thái đặc tính của tâm như vậy, các cái tâm tâm sở như vậy. Rồi mũi người hương cũng vậy, có mũi, có mùi, có sự tác ý, rồi nó phải có gió nó mới đưa được mùi vào mũi. Vậy lưỡi thì nó phải nếm vị, muốn nếm được vị thì nó phải có cái vị để nếm, có lưỡi nhưng mà phải có nước bọt nó mới nếm được, lưỡi khô không nếm được. Có thân để nó xúc chạm, vậy nó phải có một cái vật chất gì nó đụng chạm mà thì mới xúc chạm được. Rồi những cái ý thức của mình nó khởi lên ở trong trái tim của mình nữa. Vậy nó có 6 căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó có 6 cảnh, sắc thanh hương vị xúc pháp, nó sinh lên các cái tâm thức ở các cái căn cảnh ấy. Và khi hiểu được ra như vậy thì vị ấy được gọi là thấy được tâm, tâm sở, thấy được cái nhân, nguyên nhân sinh nên các tâm, tâm sở ấy, thấy được sự đoạn diệt tâm này, tất cả các tâm ấy nó luôn luôn sinh diệt, liên tục không ngừng nghỉ, nên nó là vô thường, nó là khổ, là vô ngã, nó không phải là ta, không phải của ta, mày tự ngã của ta. Khi nào vị ấy hiểu được ra vậy thì vị ấy không còn chấp thủ rằng cái cảm thọ này, cái tư tưởng này, cái hành việc cái hành động này, hay là cái nhận thức này là ta, là của ta nữa, thì cái vị ấy mới đi đến cái sự đoạn trừ được cái tham ái, đoạn trừ được chấp thủ, đoạn trừ được vô minh, đoạn trừ được vô minh tham ái chấp thủ, thì đi đến sự chánh trí, đi đến sự giác ngộ, đi đến sự chấm dứt khổ đau. Vậy nên đạo Phật là đạo giác ngộ, giác ngộ cả về những cái nó thuộc về về vật chất, giác ngộ thấy rõ bản chất của vật chất nên không tham ái với vật chất, giác ngộ thấy rõ cái bản chất của tâm, thấy rõ cái tính tương tục sinh diệt của tâm nên không chấp trước chấp thủ vào tâm. Đấy được gọi là đoạn trừ được cái vô minh do thấy đúng với sự thật, nên là đi đến cái sự giác ngộ, nên không bị chấp thủ vào, không bị chấp vào một cái pháp này, đó là không bị chấp vào duy vật, không bị chấp vào duy tâm. Cho nên đạo Phật được gọi là đạo giác ngộ, là đạo thấy sự thật, thấy rõ cái chân lý. Đấy là đạo Phật không bị vướng vào một cực đoan nào, mà đi đúng vào cái pháp trung đạo, hiểu ra cái con đường trung đạo và giác ngộ ra được cái sự trung đạo ấy, cho nên không vướng vào một cực đoan nào cả, cho nên được gọi là giải thoát. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Anthony. Tại sao khi ngủ 7 tiếng và ban đêm, khi tỉnh hoặc nằm suy nghĩ liên miên, khi không ngủ được, thời gian lại trôi nhanh, còn khi đi làm hoặc ngồi thiền, thời gian lại trôi chậm hơn ạ? Khi nào mà mình ở trong một cái trạng thái an lạc, an lành, an vui thì thời gian nó trôi đi rất nhanh. Khi nào mình ở trong một cái trạng thái đau khổ, trong một cái trạng thái mà mình cảm thấy gian nan vất vả thì thấy thời gian nó trôi đi lâu. Như là khi nào mà mình cảm thấy ốm đau, mình bị một cái bệnh gì đó, bị một cái nỗi đau nào đó thì thấy thời gian nó trôi đi rất là chậm, một ngày mà cảm giác như là một năm vậy. Còn khi nào mà hạnh phúc, an vui thì thời gian nó trôi đi rất là nhanh, vì buổi tối mình đâu có phải làm gì đâu, an vui tự tại quá, cho nên thấy thời gian nó trôi nhanh. Còn ban ngày phải làm nhiều việc nên vất vả, mình thấy thời gian nó trôi đi nó chậm, nó lâu là vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Tùng trên YouTube. Con là một người mù, con có thể thực hành theo pháp tu thiền được không ạ? Tu thì được, nhưng người mù mà người mù bẩm sinh thì rất khó mà tu đắc thiền được. Mà nhà mù vì cái nguyên nhân gì, có thể là một cái bệnh, một cái tai nạn gì đấy thì vẫn tu, vẫn nếu mà tu đúng, tinh tấn thì vẫn chứng đắc được. Nhưng dù sao thì mình cũng vẫn nên tu tập thiền là chuyện bình thường. Nhận biết hơi thở vào ra trước cửa mũi, chánh niệm tỉnh giác, chú tâm vừa phải, thực hành thường xuyên,
buông bỏ những tạp niệm phóng tâm và cứ thực hành hàng ngày thì nó sẽ tăng trưởng thêm cái chánh niệm tỉnh giác, nhất tâm định tĩnh, phát sinh trí tuệ. Điều đó là tốt, nên thực hành. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Victoria. Khi thiền sinh không nói chuyện trong thời gian dài, họ có cần thời gian để giao tiếp lại bình thường khi về nhà không ạ? Các sư tu nhiều năm trong thất, không tiếp xúc với bên ngoài sẽ ảnh hưởng ra sao khi tu và khi trở về chùa ạ? Khi mà thực hành pháp, nhất là hành thiền một thời gian, thì cái tâm nó xa lìa đối với cái cảnh trần thế gian. Và khi trở về với những đời sống thường tình ở thế gian thì nó sẽ đơ đơ mất mấy hôm, tức là nó ngỡ ngàng, nó có một cái gì đó xa lạ với tất cả mọi cái sinh hoạt thông thường hàng ngày, vì nó sống ở trong cái trạng thái im lặng tỉnh giác rồi. Nhưng mà nếu mà nói về pháp, nói về những pháp tu thì không có vấn đề gì, mà nói đến những cái pháp đời thì sẽ mất mấy hôm đầu và nó chưa thích nghi, tức là không thích thú, có cái sự chán nản, nhàm chán. Nhưng mà chỉ mấy hôm sau thì dần dần sẽ quen thuộc trở lại. Nên là vì trong cái khoảng thời gian hành thiền luôn luôn giữ im lặng thì nó thành thói quen. Và khi mà cần phải trao đổi tiếp xúc thì cũng phải có thời gian dần dần mới thích nghi lại được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Trong Tam Tạng Kinh, con nói đến một loài ngạ quỷ duy nhất nhận được phước hồi hướng. Loài ngạ quỷ này nhận được thực phẩm cúng của con người không ạ? Và vấn đề này có trong kinh nào để con tham khảo ạ? Để mở tham khảo cái kinh ấy là cái trong Tăng Chi Bộ Kinh có cái bài, có cái phẩm Bà La Môn Sanusoni đến hỏi Đức Thế Tôn về việc cúng thí cho người mất, người ta có nhận được không? Và hay còn gọi là bài kinh là cúng thí cho người mất, được dịch ra tiếng Việt, đánh ở trên Google cũng ra, hoặc là đọc ở trong kinh. Còn nếu mà để hiểu sâu rộng rõ ràng hơn thì đọc tiểu bộ kinh phẩm ngã quỷ sự, thì nói rất nhiều những câu chuyện về những cái hàng ngã quỷ ấy. Ngoài ra có thể đọc tiểu bộ kinh, bài kinh Tirokutta Nghinh Ngoài Bức Tường, nói về hóa độ các cái quyến thuộc của vua Bimbisara, cũng hiểu được những cái phần nào về cái thế giới của hàng ngã quỷ ấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức Mạnh trên Zoom. Con có thói quen trêu người khác và hay đùa cợt, tâm này thuộc tâm bất thiện gì ạ? Và con cần phải làm sao để giảm thiểu ạ? Đấy là tâm phóng dật. Cái đấy thì bây giờ tự mình phải sửa đổi thôi. Tự mình không được phóng dật nữa. Mỗi khi khởi lên cái hành động ấy thì mình tự mình thấy rằng những cái này là phải mình tự xấu hổ với những cái hành động ấy, tự gây sợ cái hành động ấy, tự nhắc nhở mình từ bỏ cái hành động ấy. Đấy là một cái thói quen, và cái thói quen đấy khi mình quyết tâm dứt bỏ thì nó sẽ dứt bỏ được. Hoặc là sống trong một cái pháp, trong một cái môi trường thanh tịnh. Nhưng nếu mà cái người nào hành thiền hàng ngày là nó dứt bỏ cái pháp đấy rất là nhanh, vì hành thiền nó dứt bỏ đi cái phóng dật. Tại vì mình không học pháp, không tu tâm nên nó phóng dật nhiều. Còn nếu người có học pháp tu tâm thì dần dần cái phóng dật nó sẽ bớt dần đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Vợ con có đọc kinh tạng và thường xuyên làm việc thiện, nhưng tâm vẫn chưa giảm được ba độc, tham, sân, si, thậm chí còn có vẻ tăng lên. Con nên làm gì để giảm bớt những tâm bất thiện này ạ? Cần phải đọc nhưng mà không thực hành thì nó không hết. Cần phải thực hành nữa. Cần phải hành thiền tâm từ, hành thiền quán về bất tịnh, hành thiền hơi thở thường xuyên hàng ngày, một thời gian dài nó mới hết. Giống như người có bệnh nhé, cần phải uống thuốc điều trị, bệnh nặng thì phải uống một thời gian dài, uống thuốc liều cao. Cái bệnh nhẹ thì một thời gian ngắn là nó hết. Tham sân si là cấu uế, là cái bệnh của con người. Thế mình cần phải điều trị nó chính là bằng cái công phu thực hành thiền chỉ quán. Có những người cái
tham sân si nó yếu, thực hành vài hôm là nó hết. Có những người tham sân si nó mạnh, phải hành vài tuần, vài tháng, vài năm, vài chục năm, vài nhiều đời, nhiều kiếp nó mới hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Victoria. Con làm việc 3 ngày mỗi tuần, chỉ ngồi thiền 1 tiếng sáng và 1 tiếng tối. Con làm ở siêu thị và tiếp xúc với khoảng 100 người mỗi ngày. Những ngày nghỉ, con thiền 6 tiếng một ngày, 4 thời, mỗi thời 1 tiếng rưỡi, và tham dự hai khóa tu thiền 10 ngày mỗi năm. Nhưng chủ yếu tự học vì người hướng dẫn không phải là thiền sư. Liệu con có thể tiến bộ trong thiền niệm hơi thở và thực hành thiền Vipassana trong 3 năm tới không ạ? Khi thực hành thiền nó không không căn cứ vào thời gian mà nó căn cứ vào tâm. Nếu mà phiền não nhiều, tập khí, những cái thói quen xấu nhiều và những cái việc làm bất thiện nhiều thì có 3 tháng chứ 3 năm, 30 năm nó cũng chẳng tiến bộ gì. Nhưng mà nếu như mình có ít phiền não, ít những cái tham sân si, cái tánh thiện mình nó mạnh, nó cao, mình đã có đức tin mạnh, tin về nhân quả, mình có sự tinh tấn thực hành mạnh, có chánh niệm mạnh, có định tâm mạnh, có trí tuệ mạnh, người ấy thì hành nó rất là nhanh, tiến bộ từng ngày, 3 ngày đã thấy tiến bộ rồi. Còn tín tấn niệm định tuệ, căn quyền của mình nó còn yếu, thì trong cái quá trình tu ấy nó mới phát khởi lên, mỗi ngày đức tin nó tăng lên một chút, tinh tấn tăng lên, chánh niệm tăng lên, định tĩnh tăng lên, trí tuệ tăng lên. Khi nào những cái đấy nó phải rất là mạnh mẽ rồi thì lúc ấy mới tiến bộ về cái định tĩnh được. Nên là đừng có căn cứ là tiến bộ, là mình đừng có lấy cái tiêu chuẩn gì để làm tiến bộ. Mỗi ngày mình thấy đức tin mình nó tăng lên, đấy là đã tiến bộ rồi. Thấy chánh niệm nó tăng lên, đấy là tiến bộ rồi. Phiền não nó giảm bớt đi, đấy là tiến bộ rồi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mạnh Khổng trên YouTube. Mỗi khi con gặp chuyện vui hoặc nghe bài pháp yêu thích, tâm con thường phấn khích quá mức, đôi khi còn nổi cả da gà. Con nên làm gì để giữ tâm trạng quân bình và không phản ứng quá mức ạ? Giữ tâm trạng quân bình thì nó là mình giữ cái tâm xả, không yêu, không ghét. Tức là mình luôn luôn giữ chánh niệm với tất cả mọi thứ. Giữ chánh niệm mà giữ chánh niệm về một cái pháp tu nào đấy. Nên là mình đừng có để tâm nó chạy theo cái cảnh bên ngoài quá nhiều. Mà ngay cả những cái lúc có chuyện vui hay chuyện buồn, hay là mình đang tiếp xúc hay là với bất cứ gì, thì trong tâm mình vẫn phải chú trên cái pháp mà mình hành thiền hàng ngày. Lúc hàng ngày mình hành thiền hơi thở, thì lúc ấy mình chú trên hơi thở, ngày hành thiền tâm từ hay bất cứ pháp thiền gì, lúc ấy mình chú trên pháp thiền đấy. Hoặc lúc nào mình thấy tâm mình bị kích động, dao động về một cái chuyện gì đó, thì ngay lúc đấy mình hướng tâm đến cái pháp tu mà mình thuần thục nhất, cái pháp tu mà mạnh mẽ nhất, thì chú tâm vào đấy cái là nó giữ tâm quân bình lại ngay, và nó không còn bị cuốn theo cái cảnh bên ngoài nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vân. Con có 2 cô bạn sống độc thân, chăm chỉ kiếm tiền, tiết kiệm, không làm từ thiện hay theo tôn giáo và thường đi du lịch. Họ sống thoải mái và hưởng thụ cuộc sống, không phải lo lắng nhiều. Nhưng có người nói rằng có con cái là quan trọng vì có tình thân lúc về già, điều này giá trị hơn tiền bạc, và sống độc thân chỉ đi du lịch thì không có tương lai. Con không biết có sống như thế nào là hạnh phúc ạ. Sống hạnh phúc thì đấy là nó tùy theo cái quan điểm của từng người. Với những người mà còn tham ái thì luôn luôn muốn có những người thân. Còn với người mà biết tu tập ấy, biết tu dứt bỏ được cái ái đi rồi, thì cái đời sống tu tập lại không có tham ái, đấy là hạnh phúc. Với cái người mà không biết đạo mà sống độc thân thì với họ sẽ là một nỗi khổ. Họ sẽ cảm thấy cô đơn, họ sẽ cảm thấy bị trầm cảm, cảm thấy bất an, nản lòng. Nhưng với người biết tu tâm, biết có một cái pháp môn để tu tập, có chánh niệm, có tỉnh giác, có hành thiền hay là có đức tin trong giáo pháp, thì cái người đấy càng sống một mình họ lại càng hạnh phúc. Hạnh phúc chính là đời sống độc cư, viễn ni, ni tham, không còn tham ái chấp trước thì lại càng hạnh phúc. Nếu như người nào biết hành thiền thì sẽ thích sống một mình, sống độc cư, không thích có gia đình, vợ con.
Con xin đọc câu hỏi của hành giả. Con nghe một vị sư Nam Tông nói rằng tu sĩ đắc đạo phải mặc y như các vị Nam Tông, nếu mặc khác đi thì không đúng. Quan điểm này có phù hợp với kinh điển không ạ? Cái này cũng không có kinh điển nào nói cả. Đây là do quan điểm của ai đấy. Nhưng mà một điều chắc chắn là với một người mà chứng đắc những cái đạo quả thì họ sẽ quay về sống đúng như thời Đức Phật, không bao giờ để sống với những cái pháp mà đi lệch lạc với pháp của Phật, thì họ sẽ không hành theo, mà họ sẽ hành theo pháp giống như thời Đức Phật, kể cả về tướng mạo hình tướng sinh hoạt hay là về giáo pháp, pháp học, pháp hành. Nhưng còn tin vào những cái kinh điển nào mà không phải của Phật nói nữa là họ nhận ra ngay đây là tà giáo và họ sẽ không học nữa. Nhận ra ngay những cái pháp môn tu tập nào của Phật thì họ sẽ học pháp môn ấy, hành pháp môn ấy. Còn cái pháp nào không phải của Phật thì họ sẽ nhận ra ngay. Bởi vì với một cái bậc chứng được cái đạo quả là vị ấy có chánh kiến, có đoạn trừ được hoài nghi giới cấm thủ và có cái trí tuệ phân biệt được chánh tà rất là cao. Cho nên là vị ấy sẽ sống theo đúng bát chánh đạo và không còn ngộ nhận bất cứ một cái tà đạo nào nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Định trên Zoom. Tại sao khi mệt mỏi tâm con lại hay phóng dật và muốn lướt điện thoại chơi? Sau vài phút con thường tự nhắc nhở và kiểm soát lại. Khi mệt mỏi thì đúng là cái lúc đấy khi mệt mỏi là nó mất đi kiểm soát. Và lúc đấy nó sẽ chạy theo những cái cảm tính. Nó sẽ vậy nên là cái người nào mà cái tâm nó còn nó có một cái sự tỉnh táo ấy, nó có sức lực ấy, thì nó tỉnh táo thì có lý trí cao và lúc ấy vị đó chế ngự được thân khẩu ý theo ý mình nhiều. Còn khi mệt mỏi đi rồi thì thân tâm nó sẽ mệt mỏi và nó sẽ bộc phát ra những cái thói quen, cái tính tốt tính xấu của mình nó sẽ bộc phát ra trong lúc ấy. Và cái lúc mà mình nước đấy mình cảm thấy giống như là được thư giãn, thư thái thì đấy nó tùy theo cái thói quen của từng người. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Liệm. Khi còn trẻ và chưa quy y, con đã phạm một số lỗi như sau. Khi làm việc ở công ty tài chính, con có nhận hồ sơ vay tiền của các thầy để mua xe, máy tính, điện thoại. Chúng con có thái độ phỉ báng, cười cợt. 2. Con khuyên các bạn sinh viên nên về nhà báo hiếu cha mẹ vào những dịp lễ thay vì về chùa tập công quả. Liệu con có quả báo không ạ? Con đường tu tập của con bất thường có phải do những lỗi lầm đó không ạ? Những cái lỗi của mình do lúc vô minh, do lúc đấy là mình tà kiến, do lúc si mê, do lúc chưa hiểu đạo thì sẽ có cái sự tác động đến người khác. Thì đó là một lỗi lầm. Nhưng lỗi lầm ấy có thể sám hối được. Mình chỉ cần khởi lên tâm sám hối là hết rồi. Mình có thể sám hối một vị thầy hoặc sám hối trước ban Phật. Trước kia con có những sai lầm như vậy, ngăn cản những người khác đến với Phật Pháp như vậy, ngăn cản những người đến với chùa như vậy. Thì đó là một lỗi lầm. Con xin sám hối lỗi lầm ấy, không phạm nữa. Mình chỉ cần mình sám hối như thế, rồi mình giữ gìn tam quy ngũ giới, giữ gìn năm giới cho thật là viên mãn thì nó sẽ hết, cái nỗi nó hết đi, thì nó sẽ không chướng ngại cho đường đạo của mình nữa. Còn nếu không sám hối nó chướng hoài, mình không tiến bộ ở trong pháp Phật được, mình tu tập cái gì nó cũng loạn tâm tán ý và nó không có hoan hỷ trong pháp được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Nhật Minh trên YouTube. Thức ăn thượng thừa là thức ăn ăn gì ạ? Thức ăn thượng thừa, cái mình thèm món gì mình được ăn món đấy, đấy là thức ăn thượng thừa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Phúc Anh. Con cảm thấy mình bị quấn vào vật chất quá nhiều, con nên làm gì để khắc phục tình trạng này ạ? Tình trạng gì? Quấn vào gì? Quấn gì? À, con cảm thấy mình bị cuốn vào vật chất quá nhiều, con nên làm gì để khắc phục tình trạng này ạ? Vật chất, cuốn vào vật chất, tham đắm với vật chất là do mình tham ái, muốn hưởng thụ các dục
cho nên nó tham ái với vật chất, muốn ni dục, ni các vật chất ấy. Nếu như mình có thể thực hành được thiền tứ đại là nó hết. Bây giờ chưa, muốn hành được thiền tứ đại đầu tiên thì phải hành đắc được thiền hơi thở, mình chú tâm vào hơi thở và thực hành thiền hơi thở một thời gian cho đến khi nó định tĩnh. Thì sau này mình thực hành thiền tứ đại trên thân này, đặc tính của đất này, cứng thô nặng mềm mịn nhẹ, đặc tính của nước chảy dính lửa nóng lạnh gió đẩy rung này, quán được 12 đặc tính trên thân rồi, sau đó mới quán tất cả những cái vật chất ấy, nó chỉ là đất nước lửa gió thì nó sẽ hết. Nhưng mà để thực hành được cái đấy phải chuyên tu chuyên sâu, rất là khó, hành rất là cao. Thì bước đầu cứ thực hành thiền hơi thở kết hợp với thiền niệm về tử thi xác chết, rồi niệm về sự chết trên mình. Rồi khi niệm như vậy nó thức tỉnh ra, nó biết là những cái vật chất này nó không thể mang theo được sau khi ta chết, chết rồi ta không mang theo được. Hoặc là mình nghe giảng Phật pháp nhiều, rồi trong các pháp Đức Phật luôn luôn khuyến khích mình hãy ni dục ni tham, từ bỏ tham ái với vật chất, thì dần dần nó cũng thức tỉnh, nó giác ngộ ra, vì dần dần nó cũng bớt tham về đi. Đấy là cái tâm tham, cái tâm ấy tu nếu hành thiền một thời gian thì nó sẽ nguôi dần, vơi dần và nó sẽ hết dần. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhật Vũ trên YouTube. Các chúng sinh ở cõi ngạ quỷ có thể nhận được phước đức từ việc người thân bố thí cúng dường và hồi hướng. Ngoài ra họ có thể nghe kinh và khai thị từ các tỳ kheo để thoát khổ không ạ? Họ cũng có thể nghe được, cũng có thể nghe pháp, nhưng mà với họ khi còn ở cái cõi ngã quỷ đấy họ không giác ngộ được, chỉ khi nào họ sinh thiên giới mới giác ngộ được. Chúng sinh mà ở cái cõi đấy thì người ta có thể có nghe để có một chút niềm tin, nghe có niềm tin chứ không giác ngộ nhờ nghe pháp được. Thì đó là những chúng tin ở cõi thấp, vậy nên là khi nào họ phải chuyển hóa cái kiếp đấy, trở thành một vị chư thiên hoặc là sinh lại làm người rồi, thì người ta mới giác ngộ nhờ, hoặc là mới thực hành được những cái pháp cao thượng đi đến giải thoát rồi. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con đôi lúc có ý định hại người hoặc trộm cắp, con nên làm gì để khắc phục điều này ạ? Cần phải hổ thẹn những cái tội lỗi, ghê sợ những tội lỗi ấy. Mỗi khi nghĩ lại tội lỗi, mình biết đây là một cái nhân sẽ cho ra cái quả báo khổ đau ở tương lai. Rồi vì ấy cần phải thực hành pháp niệm thí, niệm giới. Vì ấy cần nhắm mắt vào để nhớ lại những cái lúc mà mình không sát sinh, không trộm cắp ấy, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, rồi niệm là quả thật các giới mà ta đã thọ chỉ không có bị đứt. Quả thật ta đã không phá những cái giới này, quả thật ta đã không phá đứt giới mà ta đã thọ trì, ta đã không phá đứt giới ta đã thọ trì. Khi cái tâm nó hoan hỉ với cái hành động không sát sinh, không trộm cắp ấy nên, thì dần dần nó sẽ tạo thành một cái giới hạnh, đức hạnh, đạo hạnh, và nó sẽ làm cho mình ghê sợ mỗi khi mình khởi lên cái ý trộm cắp hay là sát sinh. Đấy, cần phải công phu thực hành tưởng niệm như vậy. Thì, hoặc là nghe giảng Phật pháp nhiều, giữ giới, hành thiền một thời gian là nó sẽ hết cái tư tưởng ấy đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Con thấy thông tin trên mạng rằng trước đây sư thọ giới Phật giáo phát triển, nhưng sau khi học ở Miến Điện, sư đã chuyển sang hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy và lập chùa tại Thái Bình. Điều này có đúng không ạ? Con mong sư chia sẻ về quá trình tu học và lý do đổi hệ phái để mọi người cùng biết ạ. Thông tin đấy là đúng, chính xác. Thì đọc ở trên đấy là hiểu rồi, không còn gì phải nói nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả David. Con nghe trên YouTube rằng có một nữ Phật tử yêu thích một vị sư và thường xuyên đến chùa để bày tỏ tình cảm. Sau cùng, vị sư đó phải rời chùa để tránh mặt cô ấy. Cũng có trường hợp nhờ vị sư rời chùa để sống với nữ Phật tử. Nữ Phật tử trong trường hợp này có phạm tội gì không ạ? Khi tham ái với một vị sư ạ, các vị sư trẻ nên làm gì và có thái độ ra sao khi gặp tình huống như vậy ạ? Thì đúng là nếu như cái vị đấy mà có cái ý, tức là có cái sự cố ý muốn đến để dụ dỗ một vị sư, thì đấy là một cái tội ác nghiệp lớn. Chắc chắn vị ấy sẽ đọa vào sinh vào các đọa xứ ở tương lai hoặc sau này.
những cái kiếp sau vị ấy sẽ luôn luôn bị chướng ngại như vậy, khi tu tập luôn luôn bị chống phá, bị cản trở, bị gặp những chướng ngại như vậy, thì đấy là một cái ác nghiệp lớn đã cản trở phá hoại cái con đường tu của một người đang tu tập khác. Đấy là nếu như vị đó mà cố ý như vậy thì đó là một tội nghiệp rất là lớn. Nhưng nếu như mà vì đó đến vì cái sự vô tình, đến chùa vì đức tin, vì cái lòng tín tâm, rồi nó phát sinh cái tình cảm đối với vị sư ấy, hoặc là vị sư ấy phát sinh tình cảm đối với cái cô nữ Phật tử ấy, thì cái cách để giải quyết tốt nhất đó là phải giống như là mình thấy một con mãng xà, thấy con cọp, thấy con yêu tinh, yêu quái xuất hiện, thì cái cách tốt nhất là chạy, chạy đi chỗ khác cho an toàn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Văn Thêm trên YouTube. Phật tử chúng con có thể thỉnh các sư về nhà để cúng dường không ạ? Có thể được. Cái điều đấy là có được phép hợp pháp trong pháp Phật, để một người cư sĩ vẫn được phép thỉnh những chư tăng đến để cúng dường nhà mình. Nhưng mà các vị chư tăng đi nhận một cái lời thỉnh mời của thí chủ cũng phải theo đúng luật, theo đúng pháp. Như là có những vị mà đã nhận cái thí chủ này rồi thì không được nhận thí chủ khác nữa. Trong một ngày mà có hai thí chủ cùng thỉnh thì vị ấy chỉ được nhận lời một người, không được nhận lời hai người. Vậy cho nên là có khi thỉnh chư tăng đến được, có khi vì bận công việc hay là một lý do nào khác, các vị ấy cũng có thể từ chối không đến được. Nó đấy, chứ không, việc thỉnh đấy vẫn là hợp pháp. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Liệm. Con đang ngồi thiền hơi thở khoảng 30 phút và thấy một vòng tròn sáng, ánh sáng vàng rực rỡ bao trùm không gian. Khi con chú tâm vào vòng tròn, ánh sáng đó tắt đi. Khi con nghĩ đến thông tin từ một bài báo về sinh vật ngoài vũ trụ, lúc có ánh sáng con không cảm thấy đau, nhưng khi ánh sáng biến mất, chân con rất đau. Khi con ngồi thiền, ánh sáng xuất hiện và cảm giác đau ở chân giảm đi. Con mới học thiền, không biết mình có đang thực hành đúng pháp không ạ? Khi mình tâm định tĩnh, do mình có chánh niệm tốt, phát sinh là hỷ, do hỷ do có sự khinh an, do khinh an có sự an lạc. Và cái lúc mà mình có ánh sáng ấy là cái lúc mà định tĩnh nó rất sung mãn, cho nên hỷ lạc nó rất là sung mãn. Nó chế ngự những cái nhức nhối, đau đớn, nặng nề, khó chịu trên thân, thì mình cảm thấy nó rất là nhẹ, nó rất là an lạc, dễ chịu. Thì đấy là đúng. Nhưng mà không được nhìn vào cái ánh sáng đó, không được đi theo ánh sáng đấy, không được tưởng tượng ra những cái hình ảnh, cảnh giới gì ở trong ánh sáng ấy. Và vẫn cứ tiếp tục quan sát hơi thở, nằm nơ, phất nờ, không quan tâm đến cái ánh sáng ấy. Và cứ để cho ánh sáng ấy nó sinh khởi một cách tự nhiên, không có cái sự điều khiển. Theo cái ý thích của mình thì cái ánh sáng, thì cái đấy mới gọi, mới đạt được đến cái sự chân chánh tu tập, và mới đạt được cái chánh niệm, mới đi vào định sâu. Còn mình cứ bị cuốn hút theo những cái hình ảnh, cảnh tượng ở trong ánh sáng sẽ bị ảo tưởng, loạn tưởng, hoang tưởng, rồi sẽ đi vào cái tà pháp, và điều đó không có, là nguy hiểm, không tốt. Nên là thận trọng, cẩn thận, đừng làm theo những ý thích của mình, mà phải hành theo đúng phương pháp. Đó là cứ tiếp tục quan sát hơi thở, đừng đi theo ánh sáng đâu. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhật Vũ trên YouTube. Nếu thấy thành công của người bạn hoặc họ hàng về tiền tài, danh vọng, địa vị, con cái, con nên hoan hỷ với sự thành công ấy, nhưng làm thế nào để con không tham ái theo những thứ đó ạ? Không tham ái thì sẽ hoan hỷ với những thành công ấy, mong cho những người này không phải xa rời những cái thành công mà họ đã đạt được. Sau đó thì phải tác ý là họ là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Mỗi người là chủ nhân, là thừa tự của nghiệp. Những người thành công là do nghiệp thiện họ đã tạo. Và cứ tác ý như vậy thì mình sẽ không tham ái với những thành công của người khác. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thảo trên YouTube. Con muốn hỏi liệu thiền đốn ngộ có dẫn đến giải thoát niết bàn không ạ? Đốn ngộ là một cái từ để nói. Còn cái pháp mà đi đến giác ngộ như thời Đức Phật ấy. Đức Phật thì trong Nguyên Thủy thì không nói đến từ đốn ngộ.
Nhưng mà cũng nói đến một cái pháp gọi là một cái người có thể nghe một một câu kệ có thể giác ngộ được, một người có thể nghe một bài pháp ngắn có thể giác ngộ, có thể nghe hết một bài pháp là giác ngộ. Có người phải tu tập một ngày đến 7 ngày, 1 tháng 7 tháng, 1 năm 7 năm mới đi đến giác ngộ. Vậy cái thời gian đi đạt được sự giác ngộ tùy theo ba la mật của mỗi người. Có những người giác ngộ rất nhanh, có những người giác ngộ từ từ, có những người phải giác ngộ trong một thời gian dài. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hà Đình Hải. Trên một trang mạng có bài viết về cách phóng sinh đúng cách, trong đó nói rằng phóng sinh bắt nguồn từ kinh Phật Đại Thừa, thực hành ở Trung Hoa, Tây Tạng, chuyển sang Nhật Bản và các nước láng giềng như Triều Tiên, Việt Nam. Xin sư giải đáp giúp con một số điểm sau. Pháp phóng sinh có phải chỉ bắt nguồn từ kinh Đại Thừa ở Trung Hoa và không có trong kinh Nguyên Thủy phải không ạ? Hai, phóng sinh có phải là một pháp thiện mà người tu Phật nên thực hành không ạ? Nếu thực hành phóng sinh, làm thế nào để đúng pháp và mang lại lợi ích ạ? Ở trong kinh Nikaya thì Đức Phật không có cái bài nào Đức Phật tán thán, khích lệ hay là hướng dẫn hay là chỉ dạy mọi người là phải phóng sinh. Thì có những cái bài kinh là khi thấy một cái con vật gì đó nó gặp nguy hiểm thì vì lòng từ bi vị đấy sẽ tế độ cho nó, vì đấy nó có thể cứu hộ cho nó, thấy nó đói thì cho nó ăn. Đấy, nó gặp nguy hiểm có thể cứu mạng nó ngay trong khoảnh khắc ấy. Thì cái đấy là vì cái lòng từ ái thì có, chứ không có dạy mình là ngày nào cũng phải đi mua những con vật để phóng sinh. Vì những cái con vật ấy nó sống thì nó cũng khổ đau, cũng nó không có, nó sống thêm nó, tức là nó không có tăng trưởng được cái lợi nạc, cái lợi ích gì về những cái pháp thượng nhân giải thoát. Là nếu có tụng kinh cho nó nghe nó cũng không hiểu, thuyết pháp nghe nó không hiểu gì, nó không giác ngộ được cái gì cả. Vậy thì cái pháp phóng sinh ấy thì đúng là phát triển mạnh mẽ ở bên Phật giáo phát triển. Đấy. Còn cái pháp phóng sinh ấy thì nó cũng có lợi ích chứ không phải nó không có lợi ích, có công đức chứ không phải không có công đức. Ai mà thấy hoan hỷ, có niềm tin làm việc đấy thì đó là cái thiện nghiệp, đó là cái phước lành của cái người làm việc đó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Anthony. Ngày nay, nhiều người, cả người lớn và trẻ nhỏ, thấy cuộc sống thật nhàm chán và thường chơi game hoặc xem phim trên điện thoại, máy tính thay vì giao tiếp với người thân. Điều này có ảnh hưởng đến việc học và tâm lý của trẻ không ạ? Trẻ có tâm bất thiện khi chơi game hoặc xem phim không ạ? Hậu quả ra sao và làm thế nào để trẻ từ bỏ đam mê này ạ? Cái này nó có hậu quả của nó ngay tức thì. Cái này ai mà đã từng chơi game nhiều thì tự sẽ biết ngay. Rất nhiều đứa trẻ nó có thể nó bị tăng động, bị trầm cảm, và nhất là nó sẽ bỏ bê việc học hành sẽ trở nên rất kém, trí tuệ của cái đứa trẻ đấy sẽ không có tốt, tính cách của cái đứa trẻ đấy nó cũng không được bình thường. Nếu như nó quá nghiện rồi, chơi một chút xíu thì nó không sao, mà chơi nhiều quá thì nó ảnh hưởng rõ ràng, rõ rệt cả về sức khỏe, tinh thần, tâm lý, đạo đức đều bị ảnh hưởng hết, và chỉ làm cho vị đó, cho những đứa ấy trở nên phóng dật nhiều, tán tâm, loạn ý nhiều, bất an nhiều, phiền não nhiều, khó định tâm, khó định tính, thì đấy là cái hậu quả của nó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Trong giới luật có quy định gì về việc cười của tỳ kheo không ạ? Con thấy sư thường kìm nén cảm xúc và không cười, chỉ cười khi ở chùa Phước Minh, còn ở chùa An Lạc thì ít khi cười. Con không biết liệu có điều gì đặc biệt hay uẩn khúc nào không ạ? Cười là cái người nào tham ái nhiều cười nhiều, người ngã mạn nhiều cười nhiều, phóng dật người cười nhiều. Người nào ít tham ái sẽ ít cười, ít ngã mạn, ít cười, ít phóng dật, ít cười. Nhìn những người hay cười biết được cái tâm người đó. Nên là Đức Phật với các bậc thánh nhân không cười, Đức Phật chỉ mỉm cười. Và trong luật thì Đức Phật cho phép là cười chỉ được mỉm cười, hở răng là quá lắm này,
không được cười thành tiếng. Ai mà cười thành tiếng là vô duyên, giống như say rượu điên loạn mới cười như vậy, phàm phu hưởng dục nạc mới cười hô hố ha há. Còn cái oai nghi của người xuất gia không cười thành tiếng, không cười thành nở. Người nào càng cười nhiều tâm loạn nhiều, người ít cười thì tốt hơn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đô Thị Hậu trên YouTube. Con thấy chiến tranh ở Myanmar rất tàn bạo. Con muốn hỏi nhân quả của người bị giết hại là gì ạ? Và người giết hại sẽ phải chịu nghiệp gì ạ? Người mà thì nó là cái nghiệp của mỗi người. Mỗi người đã tạo ra cái nghiệp gì thì nó sẽ trổ thành cái quả ấy. Cái này nghiệp thì nghiệp mỗi người mỗi khác nhau, chứ không phải là ai cũng giống ai. Nên là cái liên quan đến nghiệp thì nó quá là sâu rộng. Nhưng mà nói chung là những cái gì, những cái hành động bất thiện ở thân, ở lời nói và ở ý nghĩ thì nó sẽ tạo ra nghiệp bất thiện, và người ấy sẽ chịu cái quả báo khổ đau như bị chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai. Đấy là những cái nạn tai ở đời. Còn nếu mà người nào mà sống thân hướng thiện, lời nói thiện, ý nghĩ hướng thiện nhiều thì cái người đấy sẽ gặp cái sự an lành. Đôi khi mình sinh đời cái thời có nạn tai, mình sẽ có phước lớn, mình sẽ vượt qua được những cái phước lành ấy. Nên là mình cần phải bảo vệ mình chính là bằng những công đức, những phước lành của mình. Như là một cái người nào mà có giữ giới, thọ trì năm giới, biết hành thiền tu tâm thì đó là cái sự an lành nhất. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Tín. Trong cuộc sống, con người luôn phải đối diện với nhiều sự lựa chọn và điều này thường mất nhiều thời gian. Vậy mình nên có tư duy như thế nào để lựa chọn được nhanh chóng và có chính kiến ạ? Như một cái người mà có trí tuệ lớn, sáng, suốt thì người ấy sẽ lựa chọn rất nhanh, nhìn ra vấn đề cái gì là tốt, cái gì xấu, cái gì nên làm, cái gì nên tránh. Vậy thì mình cần phát triển trí tuệ cho cao lên thì sẽ nhìn nhận vấn đề nó sẽ nhanh hơn. Những người nào mà phiền não, tham sân si nhiều, nó u tối, cho nên là khi nhìn nhận vấn đề nó sẽ chậm. Cái người nào ít tham sân si thì nhìn nhận vấn đề nó sẽ nhanh. Vậy thì hãy làm sao đó, mỗi khi khởi lên tâm tham, mình cần phải xua đuổi nó đi, dứt bỏ đi. Khởi lên tâm sân, cái nó là bất lợi, nguy hiểm, dứt bỏ đi. Khởi lên tâm si, dứt bỏ nó đi. Mình giữ được cho tâm mình định tĩnh thì nó sẽ có sự tỉnh táo sáng suốt. Vậy về hàng ngày mình phải giữ chánh niệm tốt, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm hơi thở, niệm gì đó. Tức là phải có một cái pháp môn tu tâm, chánh niệm tỉnh giác như vậy thì phiền não ít khởi lên. Ít khởi lên thì trí tuệ sinh khởi. Trí tuệ sinh khởi thì nhìn đâu nó cũng nhìn một thoáng là nó sẽ thấy ngay vấn đề. Những gì nên làm, cái gì không nên làm. Con xin đọc câu hỏi của ân giả An Phúc Lạc trên YouTube. Con hiểu rằng sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên. Xin sư chỉ dạy căn cứ vào đâu để biết rằng việc tu tập có khả năng sẽ thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử ạ? Sinh, già, bệnh, chết, sầu, bi, yêu, não. Nó được sinh ra do mình có tái sinh. Nguyên nhân của tái sinh là do mình có cái nghiệp hữu. Nghiệp hữu do mình có chấp thủ, nguyên nhân chấp thủ do mình có tham ái. Mà vậy thì cứ ngày nào mình còn tham ái thì mình sẽ còn chấp thủ, sẽ còn tạo nghiệp hữu, thì sẽ còn tái sinh. Cứ ngày nào mình căn cứ vào cái ái của mình, mình ít tham ái thì nó sẽ bớt cái sinh già bệnh chết ấy. Tham ái nhiều sinh già bệnh chết nhiều, tham ái ít sinh già bệnh chết ít. Vậy thì mình phải đoạn trừ được tham ái. Tham ái là mắt mình ít mà còn tham với sắc đẹp thì đấy là còn tham ái. Mình không còn tham sắc đẹp nữa thì đấy là hết tham ái. Tai mình còn thích nghe những cái tiếng khen, những cái tiếng hay ho thì đấy là còn tham ái. Mình thản nhiên mình không còn thích nghe nữa thì đấy là hết tham ái. Thì mình quan sát ở các căn của mình, 6 căn nó còn tham ái với 6 trần thì còn sinh già bệnh chết. 6 căn của mình nó không tham ái với 6 trần nữa
thì mình đang hướng đến Niết Bàn, giải thoát khỏi sinh ra bệnh chết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bạch Phượng. Con đọc trong quyển Giảng giải Kinh Đại Liên Xứ Ngài Ba Âu do Sư Phát Thông Dịch có nội dung nói về các loại sắc. Ở trang 277 có viết, nếu quý vị phân tích các Kalapa ấy, quý vị sẽ thấy 44 loại sắc. Ở trang 297 có viết, trong con mắt có 54 loại sắc. Xin sư cho con biết 44 và 54 sắc đó là những sắc nào ạ? Cái này về thực hành thiền tứ đại. Khi thực hành thiền tứ đại thì sẽ phân tích ra các cái hạt sắc Rupa Kalapa ở trên mắt, sở dĩ được gọi là 54 sắc bởi vì nó có nhãn tịnh sắc. Trong nhãn tịnh sắc nó có 10 yếu tố: đất nước, lửa, gió, màu, mùi vị, dưỡng chất, mạng căn và nhãn tịnh sắc. Rồi thân tịnh sắc nó cũng có 10 cái như vậy. Và sắc giới tính nó có 10 cái. Đấy là ba cái sắc, yếu tố 10 là 30. Còn lại có ba cái sắc 8: sắc tâm sinh, sắc thời tiết và sắc vật thực sinh. Mỗi cái sắc ấy nó chỉ có đất nước, lửa, gió, màu, mùi vị, dưỡng chất thôi. Thì là 3824 cộng với 30 là 54 sắc ở trên con mắt. Ở tai cũng vậy, nó có 54 sắc, nó tương tự như vậy vì nó chỉ thay nhãn tịnh sắc thành nhĩ tịnh sắc thôi. Ở mũi thì nó có 54 sắc, nó thay cái đấy là tị tịnh sắc. Ở lưỡi nó có 54 sắc. Còn ở thân của mình thì nó chỉ có 44 sắc bởi vì nó có thân tịnh sắc là 10, và sắc giới tính 10 yếu tố, và ba cái kia sắc tâm sinh, sắc thời tiết, sắc vật thực, mỗi cái 8, và 3824 20 44. Thì đấy là cái sắc ở ở thân mình nó có 44 sắc là vậy. Còn ở trong trái tim thì nó có 54 sắc, nó cũng giống như các căn kia. Thì đấy là khi nào mà thực hành thiền tứ đại, phân tích ra các cái sắc Rupa Kalapa ở trên nội thân, ngoại thân của mình, thì sẽ phân tích chi tiết, chi ni tỉ mỉ những cái sắc ấy ở trên thân. Và còn những cái vật chất ở bên ngoài nó chỉ có một loại sắc, đó là sắc thời tiết. Khi mình phân tích ra như thế, mình thấy được tất cả mọi thứ nó chỉ là tứ đại, đất nước, lửa, gió, để mình bớt đi cái chấp trước là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bạch Phượng. Trong cuốn Giảng giải Kinh Đại Liệm Xứ có đoạn chiêm bái một tháp Xá Lợi, cội Bồ Đề hay viếng thăm tăng chúng là để tạo ra sự hứng thú tâm linh, và nhờ hành thiền trên sự suy yếu của niềm hứng thú đó, người ta có thể đạt đến thánh quả. Xin sư dạy cho chúng con rõ ý nghĩa của đoạn này ạ. Mình muốn nói là đầu tiên là mình phát khởi niềm tin bằng cách đó là đi đến gần những nơi thánh địa, bảo tháp, cội Bồ Đề hay là tăng chúng, thì mình sẽ có những sự hoan hỷ, mình cung kính, có sự hoan hỷ. Khi có hoan hỷ mình có đến gần rồi, mình có nghe pháp, có lắng tai, có tác ý, có thọ trì, có thực hành pháp. Vậy thì tất cả những cái pháp gì nó cũng phát khởi từ cái cội gốc đầu tiên là có đức tin đó. Vậy đấy là đức tin, rồi dần dần đức tin nó lớn mạnh lên, mình tu tập và phát triển thành trí tuệ mà đi đến giác ngộ. Thì cái ý nghĩa của câu ấy là như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Nếu hai người cùng giữ ba giới giống nhau thì có gọi là đồng giới không ạ? Hay phải giữ năm giới mới được gọi là đồng giới ạ? Thì giữ giới như nhau được gọi là đồng giới. Đồng giới, đồng kiến, đồng đức tin. Thì hai người cùng giữ năm giới là đồng giới. Hai người cùng giữ ba giới là đồng giới. Đấy là cùng giới hạnh với nhau. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Mình làm phước hồi hướng đến cha mẹ hiện tại đang còn sống thì họ có nhận được không ạ? Nếu không thì tại sao phần hồi hướng phước luôn có phần hồi hướng đến cha mẹ hiện tại vậy ạ? Có nhận được. Nếu như mình làm phước về cứ phải nói với ông bà cha mẹ rằng hôm nay con đã làm phước này, và xin chia phước đến ông bà cha mẹ, mong mọi người hoan hỷ. Khi mọi người xa thú lành thay, tức là có sự hoan hỷ. Có sự hoan hỷ là có cái sự đồng thuận đối với cái thiện nghiệp ấy, thì cái tâm thiện nó sinh lên và lúc ấy nó sẽ tạo thành thiện nghiệp và sau này sẽ được hưởng cái phước lành từ những cái tâm thiện hoan hỷ ấy. Đấy là chia phước đến những người còn hiện tại vẫn có cái sự tùy hỷ và vẫn có sự tiếp nhận được những phước lành ấy. Dạ, con thưa sư, các câu hỏi trong ngày hôm nay đã hết ạ.
người hồi hướng. Idame punyam asavakajam vahamodu idame munyam nibbanasa pachajo otu mama punya bhagam sabbasabdhanam pachemi tesabe metamam punya bhagam napandu sadhu sadhu sadhu.